Trong số các quốc gia phát triển, Mỹ là nước có tình trạng bạo lực súng đạn nghiêm trọng nhất, chiếm 9% tổng số vụ giết người bằng súng trên toàn cầu. Số khẩu súng dân sự được đăng ký tại Mỹ lên tới 393 triệu, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Và trong nước Mỹ thì Texas là bang có luật sở hữu súng đạn lỏng lẻo nhất. Đây cũng chính là bang vừa xảy ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 21 người thiệt mạng thống đốc bang California Newsom đã chỉ trích tình trạng quản lý súng đạn lỏng lẻo tại Texas trong bối cảnh một triển lãm về súng dự kiến được diễn ra tại Texas cuối tuần này. Vấn đề là nhiều chính trị gia đã được trả tiền bởi các nhóm lợi ích nhất định. Nhiều nhóm lợi ích sẽ được tôn vinh vào cuối tuần này trong một cuộc triển lãm súng và thiết bị về súng rộng tới gần 6 hecta ở Texas. Có những người ngoài kia sẵn sàng sản xuất và tiếp thị súng AR-15 an toàn với trẻ sơ sinh. Và biểu tượng của đợt tiếp thị ấy là một chiếc nữ vú giả có hình em bé. Đó là những người sẽ đến Texas vào cuối tuần này và tham gia triển lãm. Đó là điều chúng ta cần phải lên án. Và năm ngoái, Thống đốc bang Texas Abbott đã ký đạo luật mới, chấm dứt yêu cầu người dân phải có giấy phép hoặc hoàn thành khóa đào tạo mới được mang súng ngắn. Luật này đã biến Texas trở thành một trong những bang loại bỏ hầu hết quy định hạn chế súng ngắn. Nhiều chính trị gia và người dân đã chỉ trích chính sách mới. Nạn nhân của việc quản lý súng lòng lèo lần này lại là những đứa trẻ và trong khi nước Mỹ đang đau đầu với khủng hoảng thiếu sữa công thức thì dường như sự thật là việc kiếm súng còn dễ hơn cả kiếm sữa bột cho trẻ em đang xoáy sâu vào nỗi đau của các gia đình có trẻ nhỏ. Theo trung tâm luật phòng chống bạo lực súng đạn Givers của Mỹ, tại nước này ít nhất 36.000 người thiệt mạng vì súng mỗi năm, tức là cứ mỗi ngày lại có 100 người chết vì súng